ma đa ma ca ma đa sanh tha quang ập tô hi cha danh ti quy bu lăng su khang. Dạ, con xin mừng câu 1, câu 2. Ma trường âm thông thường, ma đoạn âm, ma trường âm thông thường, đa ma ba đoạn âm, yun trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, thá đoạn âm trường âm thông thường, ca trường âm thông thường, má rá tí ba đoạn âm, xanh trường âm nhấn, thá đoạn âm, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma ba ma đa ma nu yun chê tha ma ca ma ra ti xanh tha quăng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Trường âm nhấn, bá đoạn âm, mát trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, hí đoạn âm, cha trường âm thông thường, danh trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, bắp trường âm nhấn, bô trường âm thông thường, tí quý bú là ba trường, ba đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ấp ba mắt tô hi cha danh tô bập bồ ti quy bu lăng su khăn. Con xin đọc lại hết bài. Ma ba ma đa ma nu yun chê ta ma ca ma ra ti san tha quang, ấp ba mắt tô hi cha danh tô bập bồ ti quy bu bu lăng su khăn, ma ba ma đa ma nu yun chê tha ma ca ma ra ti san tha quang, ap ba mắt tô hi cha danh tô bập bồ ti quy bu lăng su khăn. Chớ sống đời phóng dật, chớ mê sai dục lạc không phóng dật, thiền định đạt được an lạc lớn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ma ba ma đa ma nu yun chê tha ma ca ma ra ti san tha quang, ấp ba mắt tô hi cha danh tô bập bô ti quý buôn su khăn. Dạ, con đã đọc xong, kệ xong. Có chỗ nào sai sót xin ngài cùng với đạo tràng chỉnh sửa. Con xin dừng mic cho người kế tiếp. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Bữa nay thấy sư cho vòng là bữa nay sư còn khỏe, khỏe khoảng sư cho bông hoa, tức là sư khỏe. Sư không cho bông hoa cái nào trên là sư bận việc hay là sư không khỏe nữa. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu. Ba người được rồi, đủ rồi. Âm thanh nghe rõ ràng. Bài này hơi khó đọc, sư đọc sư dắt một hai cái lẹo lưỡi chỗ câu số 2. Chắc cũng bị vậy đó sư. Thầy nào trò nấy đó sư. Dạ, bữa nay con xin trả bài kinh Pháp Cú câu 27. Ma pa ma da ma nu dùng chề tha ma kha ma ra ti sanh tha quang, áp pa mắt tô hi cha danh tô bắp bồ ti quý bu lăng su khăn. Ma ba ma da ma nu dùng chề tha ma kha ma ra ti sanh tha quang, appa mắt tô hi cha danh tô pháp bồ ti quý phu lăng su khăn. Phân tích câu 1 và câu 2. Ma trường âm thông thường ở đây nhiều mà. Bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đá má nú ba đoạn âm, dùng trường âm nhắn, chê trường âm thông thường, thá đoạn âm câu số 2, ma trường âm thông thường, kha trường âm thông thường,
Má rá tí ba đoạn âm, xanh trường âm nhắn, thá đoạn âm, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Mà ba mà đa ma nu dùng chè tha mà khà ma ra ti sàn tha hoàng áp ba mắc tổ hi chà dành tổ bắp bồ ti quy phu lặng su khăn. Mà ba mà đa ma nu dùng chè tha mà khà ma ra ti sàn tha hoàng áp ba mắc tổ hi chà dành tổ bắp bồ ti quy phu lặng su khăn. Phân tích câu 3 và câu 4. Áp trường âm nhắn, bá đoạn âm, mắt trường âm nhắn, tô trường âm thông thường, hí đoạn âm, cha trường âm thông thường, danh trường âm nhắn, tô trường âm thông thường, câu cúng cùi và câu cuối cùng, bắp trường âm nhắn, bồ trường âm thông thường, tí quý bú ba đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại hết nguyên bài và ca kệ. Áp ba mắt tô hi cha dành tô bắp bồ ti quy phu lằng su khăn. Mà ba mà đa ma nu dùng chề tha mà khà ma ra ti sành tha hoàng áp ba mắt tô hi cha dành tô bắp bồ ti quy phu lặng su khăn. Mà ba mà đa ma nu dùng chề tha mà khà ma ra ti sành tha hoàng áp ba mắt tô hi cha dành tô bắp bồ ti quy phu lặng su khăn. Trời ca kệ. Mà ba ma đa ma như dùng chề tha mà kha ma ra ti san tha quang áp ba mắc tổ hi cha danh tổ bạp bồ ti quý phu lăng su thăng. Mà ba ma đa ma nu dung chế tha mà kha ma ra ti san tha quang áp ba mắc tổ hi cha danh tổ bạp bồ ti quý phu lăng su thăng. Chớ sống đời phóng dật, chớ mê say dục lạc, không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trời ơi, chưa tri sư cho con ba cái bông hoa rồi, chắc không không có chuyện gì chắc chắn đâu phải không sư? Còn cảm ơn sư nha. Đó, cải nhất hồng thì Kim Dung nè. Đó, thích nhất con Mít Tà nè, dỗ tay dỗ tinh nhắc luôn vậy. Không có, tôi không có đọc sai gì hả quý vị? Cảm ơn nha, cảm ơn quý vị đã cho bông hoa với Ninh. Dạ, nha, lắng nghe ha. Kính mời Hồng Thị Kim Dung kế tiếp nha. Bài. Dạ, Nam Giá Nam Mô Tham Ma Giá Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài câu kệ ngôn số 27 ạ. Mà ba mà đa ma nu yun che tha ma ca ma ra ti san tha wan ap ba ma to hi cha zan to bap bo ti wi bu lang su khang. Mà ba mà đa ma nu yun che tha ma ca ma ra ti san tha wan ap ba ma tô hi cha dành tô bắp bồ ti quy bu lăng su khăn. Chớ sống đời phóng dật, chớ mê say dục lạc, không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Ma là trường âm thông thường, bá là đoạn âm. Ma là trường âm thông thường, đá má nú là ba đoạn âm, run là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm. Ma ca là hai trường âm thông thường, má rá tí là ba đoạn âm, san là trường âm nhấn là đoạn âm, quang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
Ma ba ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha quang. Câu 3 và câu 4 ạ. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, danh là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, bắp là trường âm nhấn, bô là trường âm thông thường, tí, quý, bú là ba đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Áp ba ma tô hí cha dàn tô bắp bồ tí quý bú lăng xú khăng. Ma ba ma đa ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha quang. Áp ba ma tô hí cha dàn tô bắp bồ tí quý bú lăng xú khăng. Ma ba ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang. Ap ba ma to hi cha yan to ti wi bu lang su khang. Ma ba ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang. Áp ba ma tô hi cha yan tô áp bô ti quy quy bù lăng su khăn. Chớ sống đời phóng dật, chớ mê say dục lạc, không phóng dật thiền định, đạt được an lạc lớn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư. Thân mời Thiện Vũ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 27. Ma pa ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti sanh tha wang. Áp pa ma to hi cha danh to pháp phô ti vi pu lăng su khang. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Ma, trường âm thông thường. Phá, đoạn âm. Ma, trường âm thông thường. Đá, má, nú, ba đoạn âm. Yun, trường âm nhấn. Chê, trường âm thông thường. Thá, đoạn âm. Ma, ca, hai trường âm thông thường. Má, rá, tí, ba đoạn âm. Xanh, trường âm nhấn. Thá, đoạn âm. Quăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma pa ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti xanh tha quăng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Áp, trường âm nhấn. Thá, đoạn âm. Mát, trường âm nhấn. Tô, trường âm thông thường. Hí, đoạn âm. Cha, trường âm thông thường. Danh, trường âm nhấn. Tô, trường âm thông thường. Táp, trường âm nhấn. Pô, trường âm thông thường. Tí, quý, phú, ba đoạn âm. Lăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đoạn âm. Khăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Áp, ba mắt. Tô hi cha danh tô pháp phô ti vi pu lăng su khăng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 27. Ma pa ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti sanh tha quang. Áp ma tô hi cha danh tô pháp phô ti su khăng. Ma pa da ma nu yun che tha ma ka ma ra ha ti sanh tha quang. Áp pa ma to hi cha yang to pa po ti vi pu lang su khang. Chớ sống đời phóng dật, chớ mê say dục lạc, không phóng dật thiền định, đạt được an lạc lớn,
Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầy, Nam mô Sang Thầy, và con kính đảnh lễ Ngài Chư Đức, Chư Tôn Đức Tăng Ni. Và con kính chào đạo tràng và con xin chào đời. Ma ba ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang ap ba mat to hi cha yan to pap po ti wi pu lang su khang ma ba ma da ma ma ba ma ma ba ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang ba mắt tổ hi tràn giàn hi trà giàn tổ bắp bồ thi quý pu lằng su khằng ma trường âm thông thường bá đoạn âm ma trường âm thông thường đá má nú ba đoạn âm nhun âm ngắn chê trường âm thông thường thá đoạn âm ma ca hai trường âm thông thường má rá tí ba đoạn âm san trường âm nhấn thá đoạn âm quan trường âm đọc theo giọng nguyên âm ma ba ma đà ma nu dùm chề tha ma ca ma ra ti sàn tha quần áp trường âm nhấn bá má bá đoạn âm mát trường âm nhấn hí đoạn âm cha trường âm thông thường gian trường âm nhấn tô trường âm đọc theo giọng nguyên âm bát trường âm nhấn bô trường âm thông thường tí quý bú ba đoạn âm lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm xú đoạn âm khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm áp ba mắt tô hi trà gian tô bát bồ tí quý bú lăng xú khăn mà ma ba ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang at pa mat to hi cha yan to pap bo ti vi pu lang su thang chớ sống đời phóng dật chớ mê say dục lạc không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn bằng dịch qua ma thỉnh thích ma ba ma da ma nu yun che tha maka marati santa wang apa matto hi jayanto bapo tiwi pu lang su khang. Dạ con có sai, xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin trao mất lại cho cô Thanh Hà. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Chi Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 27 ạ. Ma ta ma da ma nu dùng che tha ma ca ma ra ti san tha wang áp ta ma tô hi cha yam tô bắp bồ ti quy phu lăng su khang ma ta ma da ma nu dùng che tha ma ca ma ra ti san tha wang áp ta ma tô hi cha yam tô bắp bồ ti quy phu lăng su khang. Con xin phân tích câu một câu hai ạ. Ma ta ma da ma nu dùng che tha ma ca ma ra ti san tha wang. Ma là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, bá má là nú là ba đoạn âm, chun là trường âm nhấn, chết là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ma ca là hai trường âm thông thường, má vá tí là ba đoạn âm, san là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, quang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Alo, alo. Alo, mọi người có nghe con đọc không ạ? Con cái máy con bên này nó sao á? Alo.
Alo, nghe được mọi người, quý đạo hữu nghe con nói không ạ? Ô, con đọc to lắm luôn đấy ạ. Con xin đọc lại ạ. Ma pa ma da ma nu jun che tha ma ka ma ra ti san tha quang. Con xin viết lại ạ. Ma là trường âm thông thường, pa là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá má là hai đoạn âm, nú là đoạn âm, jun là trường âm, nhấn che là trường âm thông thường, thá là đoạn âm ạ. Cái mạng của con bên con nó kém quá. Ma ca là hai trường âm thông thường, má lá tí là ba đoạn âm ạ. San là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, quang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại câu 1, câu 2 ạ. Ma ta ma ba ma nu jun che tha ma ca ma ra ti san tha quang. Con xin phân tích câu 3, câu 4 ạ. A pa to hi cha jan to pa o ti hui pu lang su khang. A là trường âm nhấn, pa là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, to là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, cha jan là trường âm nhấn, to là trường âm thông thường ạ. Bắc là trường âm nhấn, cô là trường âm thông thường, tí, quý, bú là ba đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, số là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con cũng không biết làm sao nữa, con đọc to lắm rồi ạ, con đọc lại cả bài ạ. Mà ta mà đa ma lu dùn chê tha mà ca ma ra ti san tha quang. Chớ sống đời phóng dật, chớ mê say dục lạc, không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn. Con, cái máy của con chắc bên này mạng nó kém quá. Con kính tri ân quý đạo hữu, con xin xuống mic ạ. Xin mời bạn Hồng Mai ạ. Con sai, con xin quý đạo hữu sư và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính đảnh lễ sư trí đức, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc kinh Pháp Cú số 27. Ma pa ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang ap ta mat to yin cha yan to pap po ti vi pu lang su khang. Ma pa ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang ap pa mat to hi cha yan to pap po ti vi pu lang su khang. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ma trường âm thông thường, phá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đá má nú ba đoạn âm, yun trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, thá đoạn âm, ma ca hai trường âm thông thường, má rá tí ba đoạn âm, san trường âm nhấn, thá đoạn âm, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma pa ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ap pa mat to hi cha yan to pap po ti vi pu su khang. Ap trường âm nhấn, pa đoạn âm, mat trường âm nhấn, to trường âm thông thường, hi đoạn âm, cha trường âm thông thường, yan trường âm nhấn, to trường âm thông thường, pap trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, tí, quý, phú ba đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ấp pa mát tô hi cha yan tô pấp bồ tí quý phú lăng xú khăn. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú 27.
Ma pa ma da ma nu yun che tha ma ka ma ga ti san tha wang ap pa mat to hi cha yan to pa po ti wi pu lang su khang Ma pa ma da ma nu yun che tha ma ka ma ga ti san tha wang ap pa mat to hi cha yan to pa po ti wi pu lang su khang Dạ con xin đọc kệ ạ. Ma pa ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra vi san tha wang appa ma to hi cha yan to pa po ti vi vu lang su khang ma pa ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra vi san tha wang appa matto jayanto papoti vi pulang sukhang chớ sống đời phóng dật chớ mê say dục lạc không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn đây là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu dạ có gì sai nhờ sư Trí Đức nhờ đạo tràng chỉnh sửa dùm xin cảm ơn đạo tràng xin cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài dạ xin mời vị kế tiếp ạ Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Chính Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang và quý bà quý cô tu nữ và đạo tràng. Con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 27. Ma pa ma da manu manu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang ap pa ma to hi cha chan to pap ko ti wi pup lang su kang câu 1 và câu 2 phân tích Ma pa ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang ma trường âm thông thường phá đoạn âm ma trường âm thông thường đá ma nu ba đoạn âm yun trường âm ngắn che trường âm thông thường thá đoạn âm ma ka hai trường âm thông thường ma ra hai đoạn âm tí đoạn âm san trường âm nhẫn thá đoạn âm văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm Ma pa ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang câu 3 và câu 4 ap pa ma to hi cha yan to pa pu ti vi pu lang su kang ap trường âm nhẫn phá đoạn âm mat trường âm nhẫn to trường âm thông thường hí đoạn âm cha trường âm thông thường yan trường âm nhẫn to trường âm thông thường Pháp trường âm nhẫn vô trường âm thông thường, tí ví hai đoạn âm hướng đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, suốt trường âm nhẫn, xin lỗi xuống trường xuống đoạn âm khăn trường âm thông thường, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ấp pháp mát tô hi cha nhan tô pháp bồ tí quý phút lăng suốt Ma pa ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang ap pa ma to hi cha yan to pap bo ti pu lang su kang chớ sống đời phỏng dật chớ mê sai dục lạc không phỏng dật thiền định đạt được an lạc lớn của hòa thượng Thích Minh Châu Ma pa ma da ma nu yun che che tha Ma ka ma ra ti san tha wang am pa man tu yi cha yan tu tam po ti win pu lang su kang ma pa ma da ma nu yun chi tha ma ka ma ra ti san tha wang am pa man tu yi cha yan tu tam po ti win pu lang su kang Dạ, thưa con kính tri ân quý sư và quý bà quý cô tư nữ và đạo tràng có sai sửa giùm cho con và con kính mời vị kế tiếp dạ Nam mô Bụt Tha dạ Nam mô Tham ma dạ Nam mô Sang kha dạ
Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 27 ngày hôm nay ạ. Ma ba ma da ma nu yun che tha ma ka marati san tha wang appamatto hi cha yan to bap bo ti wi bu lang su khang. Ma ba ma da ma nu yun che tha ma ka marati san tha wang appamatto hi cha yan to bap bo ti wi bu lang su khang. Thì con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ma trường âm thông thường, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đá, má, nú là ba đoạn âm, yun là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, thá đoạn âm, ma, ca là hai trường âm thông thường, má, rá, tí là ba âm, san là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mà rắp mà đám anh ông dùn chề tha mà cà mà rắp tí sành tha quăng. Và câu số 3 và câu số 4. Áp bá mát tô hi chà dành tô bắp bồ tiêu quý bú lăng xú khăn. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, danh trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, bắp trường âm nhấn, bô trường âm thông thường, tí, quý, bú là ba đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, áp bá mát tô hi cha danh tô bắp bô tí quý bú lăng xú khăn. Dạ, con xin đọc lại ạ. Ma ba ma da ma nu yun che tha ma ka ma. Dạ, con xin đọc lại. Ma ba ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang ap pa mat to hi cha yan to bap bo ti wi bu lang su khăn. Chớ sống đời phóng dật, chớ mê say dục lạc, không phóng dật thiền định, đạt được an lạc lớn, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ. Ma pa ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang ap pa ma to hi cha yan to bam bo ti wi bu lang su khang. Ma pa ma da ma nu yun che tha ma ka ra ma ra ti san tha wang ap ba ma to hi cha yan to bap bo ti wi bu lang su khăn. Dạ, con đã đọc xong và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ, cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, kính chào quý sư cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc bài kinh Pháp Cú câu số 27. Ma pa ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang ap pa mat to hi cha yan to pap po ti wi pu lang su khang. Ma pa ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang ap pa mat to hi cha yan to pap po ti wi pu lang su khang. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ma pa ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang. Ma là trường âm thông thường, pa là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá, má, nú là ba đoạn âm, yun là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ma, ca là hai trường âm thông thường, má, rá, tí là ba đoạn âm, san là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma pa ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha quăng.
Con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Áp là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, danh là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, bắp là trường âm nhấn, pô là trường âm thông thường, tí, quý, phú là ba đoạn âm, lăng là trường âm nhấn, xuất, xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Áp, bắp, mát, tô, hí, cha, danh, tô, bắp, pô, tí, quý, phú, lăng, xú, khăn. Và con xin đọc lại từ đầu. Ma pa ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang ap pa ma to hi cha yan to pa po ti wi pu lang su khang. Chớ sống đời phóng dật, chớ mê say dục lạc, không phóng dật thiền định, đạt được an lạc lớn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Ma pa na ma pa ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang a pa ma to hi cha yan to pa po ti wi hi pu lang su khang ma ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang a pa ma to hi cha yan to pa po ti wi hi pu lang su khang. Dạ con xin, con đã đọc xong, con nếu con có sai xin sư và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin xuống mic. Dạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Tha Giá. Con kính lạnh lời chư tướng tăng trong đạo tràng. Con kính lạy sư Trí Đức, con kính lạy sư Pháp Trang, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn đạo tràng đã cho mình từ biết là âm thanh rõ. Và con xin đọc và trả bài câu pháp cú số 27 hôm nay. Ma pa ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang ap pa ma to hi cha yang to bap po ti vi bu lang su khang. Ma pa ma da na nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang ap pa ma to hi cha yang to bap po ti vi bu lang su khang. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ma pa ma da na nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang. Câu số 1. Ma là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá, má, nú là ba đoạn âm, yun là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm. Và câu số 2, ma là trường âm thông thường, ca là trường âm thông thường, má, rá, tí là ba đoạn âm, sang là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Áp ba mắt tô hi cha dành tô bắp bồ tí huy ba lụt lăng su khăn. Áp là trường âm nhấn, câu bá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, danh là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Câu số 4, bắp là trường âm nhấn, bô là trường âm thông thường, tí, quý, bú là ba đoạn âm, lâm là trường âm nhấn, xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại bốn câu. Ma pa ma da na nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang ap pa ma to hi cha yan to bap po ti vi pu lang su khang. Ma pa ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang ap pa ma to hi cha yan to bap
Bồ Tí Huy Bu Lăng Su Khăn. Dạ, con xin kệ câu pháp cú số 27 ạ. Ma ba ma da ma nu yun chi tha ma ka ma ra ti san tha wang appa mat to hi cha yan to bap bo ti vi u lang su khang. Chớ sống đời phóng dật, chớ mê sai dục lạc, không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn. Đó là bài bản chữ ngữ chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc và phân tích xong. Con ai mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa lại giùm con, và con kính cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Bây giờ Niệm Từ không còn thấy bàn tay của ai hết. Niệm Từ mời đạo tràng lên đọc tiếp, trả bài tiếp. Và dạ, Niệm Từ xin trao mít lời cho đạo tràng. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin phép được đọc câu kinh pháp cú số 27. Ma ba ma da ma nu jun che tha ma ca ra ma ti sang tha văn áp ba mắt tu hi cha dam tu bắp bồ ti vi bu lăng su khăn. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ma ba ma da ma nu dun che tha ma ca ra ma ti sang tha văn. Ma là trường âm thông thường, ba là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá má nú là ba đoạn âm, dun là trường âm nhấn, che là trường âm thông thường, tha là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, ca là trường âm thông thường, má rá tí là ba đoạn âm, sang là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 3 và câu 4. Áp ba mắt tù hí cha dâm tù bắp bù ti vi bú lăng su khăn. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, dâm là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, bắp là trường âm nhấn, bô là trường âm thông thường, tí, quý, bú là ba đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con đọc lại nguyên bài. Ma ba ma da ma nu dun che tha ma ca ra ma ti sang tha văn áp ba mắt tu hi cha dan tu bắp bồ ti vi bú lăng su khăn. Dạ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chớ sống đời phóng dật, chớ mê sai dục lạc, không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn. Dạ, con xin xuống mít, con có sai chỗ nào xin sư và quý vị trong lớp chỉ dạy thêm cho con. Để con xin mời vị kế tiếp. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, hôm nay không có chị Nhật Huỳnh. Dạ, con xin mạn phép cầm mic để mời những quý vị chưa lên ạ. Dạ,
Xin con, dạ con kính mời sư Pháp Trang ạ. Dạ con kính mời sư Pháp Trang lên đọc bài kinh Pháp Cú này để đạo tràng được ấm áp thêm. Dạ kính mời Hạnh Kiểm, mời Quang Thanh, dạ mời một số đợi, mời Trần Phụng nữa. Dạ xin mời quý vị lên đọc bài ạ. Dạ dạ con kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh nữa ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha. Dạ có ai nghe con âm thanh con không vậy? Nghe rõ hả? Dạ mới vô thì nó không có biết được, không có thấy được cái bài nào hết. Dạ quý đạo hữu cho trong phòng biết được cái bài học. Dạ cảm ơn cô Tâm Hạnh. Dạ con kính đảnh lễ. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ con kính chào quý cô chú trong đạo tràng. Dạ cho con đọc câu Pháp Cú số 27. Ma ba ma Ma ba ma đa ma đa ma nu yun che tha ma ca ma ra ti san tha văn áp ba ma tô hi tha yan tô đáp bồ ti vi su ti vi bú lăng su khăn ma ba ma đa ma nu yun che tha ma ca ma ra ti san tha văn áp ba ma tô hi tha yan tô đáp tô ti vi bu lăng su khăn ma ba ma đa ma nu yun che tha ma ca ma ra ti san tha văn áp ba mắt tô hi cha yan tô đáp bồ ti vi bu lăng su khăn. Con xin phân tích. Ma là trường âm thông thường, ba là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá má nú là ba đoạn âm, yun là trường âm ngắn, che là trường âm thông thường, tha là đoạn âm, ma ca là hai trường âm thông thường, ná rá tí là ba đoạn âm, san là trường âm ngắn, tha là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng ngân âm, hát là trường âm ngắn, đá ma bá là đoạn âm, mát là trường âm ngắn, tô là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, danh là trường âm ngắn, tô là trường âm thông thường, bát là trường âm ngắn, bô là trường âm thông thường, tí vi bú là ba đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng ngân âm, xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc giọng ngân âm. Con đọc lại. Ma ba ba ma nú yun che tha ma ca ma ra ti san tha văn áp ba ma tô hi cha yan tô đáp bồ ti bi bu lăng su khăn. Chớ sống đời phóng dật, chớ mơ say dục lạc,
không cấm dọc thiền định, đạt được an lạc lớn. Và đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chớ sắm đời phóng dật, chớ mơ say dục lạc, không thấm dật thiền định, đạt được an lạc lớn. Nghe con xin kể. Ma ba ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha văn at ba ma to hi cha yan to ba to ti vi bu lang su khang ma ba ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha văn at ba ma to hi cha yan to ba to ti vi bu lang su khang. Dạ con đã đọc và phân tích xong. Dạ con có sai, con xin kính xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ con xin mời quý vị có tiếp, con xin dâng mic lại ạ. Dạ, con kính mời sư Pháp Trang ạ. Dạ, sư có ở đó không ạ? Con kính mời sư ạ. Dạ, xin mời bàn tay của lãng đãng mây trời. Dạ, xin mời bàn tay của Quang Thanh. Quang Thanh, à, có sư Khá, em Đúc Khá nữa này. Dạ, xin mời quý vị ạ. Xin mời quý vị giơ tay. Tam Bảo, Nam Mô Ân Đức Tăng, Nam Mô Ân Đức Phật. Ôi, con xin dám hỏi. Nam Mô Ân Đức Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ân Đức Sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 27. Ma ba ma da ma nu yun che tha ma ka ma da. Con đọc lại. Ma ba ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang ap ba ma to hi cha yan to pap po ti vi pu lang su khang. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Ma là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá má nú là ba đoạn âm, yun là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ma ca là hai trường âm thông thường, má đá tí là ba đoạn âm, san là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, quang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma ba ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang. Dạ con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Dạ đọc. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, danh là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, pháp là trường âm nhấn, bô trường âm thông thường, tí quý phú là ba đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, áp ba mắt tù hi trà dành tù pháp bồ tí quý phú lăng số khăn. Và con đọc lại nguyên bài. Ma ba ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang ap ba mat to hi cha yan to pháp bồ ti vi phu lăng su khang. Ma ba ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang ap ba mat to hi cha yan to pháp bồ ti vi phu lăng su khang.
Dạ con xin kệ. Chớ sống đời phóng dật, chớ mê sai dục lạc, không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn. Dạ con đã trả bài xong. Dạ chỗ con nó lộn xộn lắm mà sư sư. Dạ con xin có chỗ nào con thiếu sót con sai con kính xin quý sư quý cô tu nữ quý đạo tràng sửa giúp con ạ. Dạ con xin trả nước lại cho đạo bàn. Dạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc cô Pháp Cú 27. Mà ba mà đa na đa ma nuy rùng chề tha mà cà ma ra ti sàn tha quăng áp ba ma tổ hi trà rằn tổ bắp bắp bồ ti quy vu lằng su khằng mà ba mà đa ma nuy rùng chề tha mà cà ma ra ti sàn tha quăng áp ba ma tổ hi trà rằn tổ bắp 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 bồ tí quý bu lăng su khăng. Dạ, con phân tích câu 1 và câu 2. Mà ba mà đa ma nuy rùng chề tha mà chề tha mà cà ma ri ti sàn tha quăng. Ma là trường âm thông thường, bá là đàn âm, ma là trường âm thông thường, đá má nú là ba đoạn âm, rung là trường âm thông thường, trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, ca là trường âm thông thường, má, rí, tí là ba đoạn âm. Thá, san là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 3 và câu số 4. Appamatto hicharanto babbo tiqui vu lăng su khằng. App là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, áp là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, răn là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, bắp là trường âm nhấn, bô là trường âm thông thường, tí, quý, ú là ba đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại toàn bài. Mà ba mà đa ma nu rừng chề tha mà cà ma ri ti sàn tha quăng áp ba ma tổ hi trà ràn tổ bắp bồ tuy quy gu lằng su khăng.
chớ sống đời phóng dật, chớ mê say dục lạc, không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn. À, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong và phân tích xong, con có sai mong Ngài Trí Đức sửa cho con. Dạ, con xin xuống mic, con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã vót bài ạ. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc và phân tích câu Pháp Cú số 27. Ma ba ma da manu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang a ba ma to hi cha yan to bap bo ti vi bu lang su khang ma ba ma da manu yun che tha nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang. Nhỏ quá không thấy đường. Ma là trường âm thường, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá má nú là ba đoạn âm, dun là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ma ca là hai trường âm thông thường, má rá tí là ba đoạn âm, san là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma ba ma đá ma nú dùn chê thá ma ca ma rá tí san thá văn. Câu 3 và câu 4. A ba mát tô hí cha chan tô bác bồ tí ví bú lần xú khăn. A là trường âm nhấn. Bá mát. Bá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, danh là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, bát là đoạn âm, bô là trường âm thông thường, tí ví bú là ba đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Áp ba mắt tổ hí trà dàn tổ bắp bồ tí vi bú lần xú khăn. Mà ba mà đá mắn nú dùn chê thá mà cà má rá tí sàn thá văn. Áp ba mắt tổ hí trà dàn tổ bắp bồ tí vi bú lần xú khăn. Mà ba mà đá mắn nú dùn chê thá mà cà má rá tí sàn thá văn. Áp ba mắt tổ hi chan yan to bắp bồ tí vi bú lần xú khăn. Chờ sống đời phóng dật, chớ mơ say dục lạc, không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn. Con xin kệ. Ma ba ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha văn. A ba ma to hi cha yan to ba po ti vi bu lang su khang. Dạ con đã đọc và kể và phân tích xong ạ. Dạ con xin xuống mít, có sai chỗ nào xin Ngài chỉ sửa. Xin cảm ơn đạo tràng, cảm ơn cô Tâm Hạnh đã bốt bài. Dạ, con biết ba ngôi Tam Bảo, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng của quý cô tu nữ ạ. Con sẽ đọc thử lại sang cái máy khác xem có phải là con bị cái máy không hay là bị mạng, thì con bảo cháu con nó giúp ạ. Con xin đọc lại câu kinh Pháp Cú số 27 ạ. Ma pa ma da ma nu yun che tha ma ka ma ri ta ti san tha wang ap
pamato hi cha yan to papo ti quy pu lăng su khang ma pa ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang ap pamato hi cha yan to papo ti quy pu lăng su khang. Con xin phân tích ạ. Ma là trường âm thông thường, pá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, pá, má, nú là ba đoạn âm, yun là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm ạ. Ma là, ma ca là trường âm thông thường, má, rá, tí là ba đoạn âm, san là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Áp là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, chan là trường âm, gian là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường ạ. Bắp là trường âm nhấn, pô là trường âm thông thường, tí, quý, pú là ba đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại cả bài. Ma pa ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang ap pa mat to hi cha yan to pap po ti quy pu lăng su khang. Chớ sống đời phóng dật, chớ mê say dục lạc, không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn. Con xin kể. Ma pa ma da ma nu jun che tha ma ka ma ra ti san tha wang ap pa ma to hi tha chan to pa po ti wi pu lang su khang. Dạ con đã đọc và kể xong ạ. Con xin xuống mic, con có sai con xin sư và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Dạ chắc là vì vậy cái máy rồi ạ. Con xin xuống mic ạ. Xin mời vị quý tiếp ạ. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Thăng Khai Giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ thần Đức Bà Ngọc Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Thân chào quý tu nữ và toàn thể. Tại giờ đây chúng con xin được phép đọc câu Pháp Cú số 27. Ma pa ma pa ma nu yon che pa ma ka ma ra ti san pa wang a pa ma to hi cha yan to pa po ti pa po lang su kang. Ma pa ma pa ma nu yon che pa ma ka ma ra ti san pa wang a pa ma to hi cha yan to pa po ti pa po lang su kang. Ma pa ma pa ma nu yon che pa ma ka ma ra ti san pa wang a pa ma to hi cha yan to pa po. Tuy với vô lần suốt lần tớ sống đời phóng dật, tớ mê sai dục lạc, không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và bây giờ con đã đọc xong, và bây giờ xin gửi mất lời cho đạo tràng Nam Mô Phật Thầy Giá. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, còn quý vị nào muốn đọc không ạ? Có Đức Khá này. Mời Sukha and Đức Khá giơ tay nha. Dạ, em kính mời chị Phúng ạ. Chị Phúng giơ tay đọc bài nha, chị Phúng. Còn quý vị nào muốn đọc bài xin giơ tay ạ. Dạ con thưa sư, bây giờ là 5 giờ 51 phút giờ Việt Nam. Lần này con không thấy ai giơ tay nữa, chắc hết người muốn đọc rồi thưa sư. Dạ con kính thỉnh sư giảng bài hôm nay ạ. À, chiếc lá mùa xuân. Chiếc lá mùa xuân giơ tay đọc bài nha. Xin mời chiếc lá mùa xuân.
Dạ, 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 xin mời. Dạ con xin kính ảnh lễ Ngài Trí Đức, con xin kính chào quý sư và quý cô tu nữ. Con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Kinh Pháp Cú số 27. Ma ba ma da ma nu yu va ma ba ma da ma nu yum che tha ma ka ma ra ti san tha wang Tô hi cha dành tô bác bồ tí quý bú lăng bú lầm su khăn. Mà ba mà đa ma nu dùng chết chê tha mà ca ma ra tí sành tha quần. Ma là trường âm thông thường, bá trường âm đoạn âm, ma trường âm thông thường, đá má nú là ba đoạn âm, dung trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, thá đoạn âm, ma ca hai trường âm thông thường, má rá tí ba đoạn âm, san âm nhấn, thá đoạn âm, quan trường âm đọc theo lời của phương âm. Con xin đọc lại. Ma ba ma đa ma nu dung chê tha ma ca ma ra tí san tha quần. Áp ba mắt tổ hi cha dành tổ bắp bồ tí quý bú lầm xuất khăn. Áp là trường âm nhấn, ba đoạn âm, mắt trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, hí đoạn âm, cha trường âm thông thường, danh trường âm đọc trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, trường âm nhấn, bồ trường âm thông thường, tí quý bú là ba đoạn âm, lâm trường âm nhấn, xú đoạn âm, khăn trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Áp ba mắt tô hi cha dành tô bắp bồ tí quý bú lâm xú khăn. Áp ba mắt tô hi cha dành tô bắp bồ tí quý bú lâm xú khăn. Mà ba mà đa ma nu dùng chề tha mà ca ma ra ti san tha quần. Áp ba ma tô hi cha dành tô bắp bồ ti quý bú lầm su khăn. Mà ba mà đa ma nu dùng chề tha mà ca ma ra ti san tha quần. Áp ba ma tô hi cha dành tô bắp bồ ti quý bú lầm su khăn. Chớ sống đời phóng dật, chớ mê say dục lạc, không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã đọc xong, con xin xuống, con mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mài Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Kính lễ Đại Đức Pháp Tràng, kính chào cô tu nữ Phúc Hạnh. Hôm nay mười mấy vị ha đọc nghe rất là hay. Câu Phật ngôn 27 này cũng có những cái chỗ rắc rối ha. Sĩ Thanh Hoàng, Sĩ Hoàng Thanh ha. Vị này ở Hà Nội thì đọc nghe rõ, mà ha thì đọc nghe nó hơi bị vấp một tí, hoặc là bị âm thanh nó không được rõ lắm, nhưng mà rồi chỉnh sửa nghe cũng rõ ràng ha. Hôm nay âm thanh của Đại Đức Pháp Trang đó, khi mà đọc lúc đầu nghe lớn, nhưng mà từ từ nó tụt âm thanh ha, để được chỉnh lại chỗ đó. Âm thanh nó không được đều, mà lúc đầu nghe rõ thì từ từ nó xuống. Thì Đại Đức Phật càng cố gắng chỉnh lại chỗ đó ha. Xích chiếc lá mùa xuân ha, vô trẻ bi phân tâm, bắp bồ tí quý bu lằng su khăn. Câu cuối cùng ha,
Xích chiếc lá mùa xuân ha. Chữ lăng này là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha. Khi mà nói chữ khăn ở phía sau là trường âm đọc theo giọng nguyên âm thì chữ lăng này nó cũng vậy, chứ không phải chữ lăng này là trường âm nhấn ha. Xích chiếc lá mùa xuân chắc bị phân tâm rồi. Alo, hôm nay vị nào đọc kinh cũng hay mà giọng kể cũng hay. À, kính lễ Thượng Tọa Thanh Tâm vừa đến với đạo tràng, rất là hoan hỷ. Hôm nay có Thượng Tọa Thanh Tâm này, có Đệ Tử Quốc Trang này, đạo tràng của chúng ta cũng có phước ha, cho nên được chư tăng đến rất là hoan hỷ. Trở lại với đạo tràng thì quý vị cứ coi đây là một cái nhà của chính mình, để rồi quý vị đến sinh hoạt một cách thoải mái, đừng có ngại gì hết đó, và nhất là đừng có để cái âm thanh của chúng ta bị vắng, bởi vì đây là một cái phòng chat bằng giọng nói, mà nếu chúng ta không cầm micro thì cái phòng này coi như phòng chết, chúng ta không để tham thiền được trên cái room này, mà chúng ta phải nói, tức là nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý, thì cái nghiệp khẩu phải thể hiện trên cái room này, phải nói, nó càng nhiều càng tốt, bởi vì mình nói như vậy mình mới thấy được cái chỗ sai của mình, chứ còn bây giờ quý vị im lặng thì đâu có biết là quý vị đọc đúng hay đọc sai. Cho nên quý vị phải nói, phải đọc, phải thắc mắc, phải hỏi. Có như vậy thì chúng ta mới biết được cái sự tu tập của chúng ta qua cái khẩu nghiệp. Với lại những cái dòng tế chát cũng là rất quan trọng. Trong những cái dòng tế chát đó, cũng nói lên cái tâm trạng của chính mình. Hiện giờ đang cái mùa dịch nè, quý vị an vui hay không, quý vị nằm trong cái tình trạng nào, bị phong tỏa, bị giãn cách, hoặc là bị thế này bị thế kia, thì chúng ta nhắc nhở cho nhau. Rồi có những cái phương pháp để mà chúng ta phòng ngừa, chúng ta hỗ trợ cho nhau, thì đó là tu. Tu tức là phải sách tấn nhắc nhở khích lệ cho nhau, chứ không phải chúng ta đến đây ồ chết sống mặc ai, ai đọc thì đọc, còn không đọc thì thôi. Nếu mà nghĩ như vậy thì chúng ta coi như vô room để làm gì. Chúng ta vào trong cái room này để học hỏi, mà học hỏi thì chúng ta phải biết đúng biết sai. Cho nên quý vị, coi như tinh thần của quý vị, chúng tôi xin lỗi, rất là khâm phục. Nhất là những cái vị mà mới đến với đạo tràng, nhưng mà hôm nay rất là trôi chảy, quý vị đã vượt lên chính bản thân của mình, để rồi thể hiện một cách rất tuyệt vời. Đó là một điều mà chúng tôi thấy rằng tinh thần học hỏi của quý vị rất là cao, và chúng tôi cũng học hỏi nơi quý vị. Để rồi quý vị tinh tấn mà chúng tôi dễ vui thì sao được. Cho nên sự tu tập của quý vị trên cái pháp học, đó là một cái điều mà chúng tôi thấy rất là tiến bộ. Quý vị đã vượt lên chính mình. Những cái vị mà chúng tôi không hướng dẫn là trường âm, đoạn âm, nó là thông thường, nó là trường âm nhấn, nó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm như cái lúc ban đầu, nhưng mà quý vị vô sao, giống như sư cô tu nữ Phúc Hạnh này, rồi sư Kiếm này, sư Trần Phụng này, sư Men ha, sư Hạnh này, những cái vị mới sau này cô đều đọc một cách trôi chảy, làm cho chúng tôi cũng ngạc nhiên lắm. Tại sao quý vị lại giỏi như vậy? Thay vì những cái vị mà cô sớm học từ thuở ban đầu, thì quý vị đã tiến bộ, đã đành rồi. Nhưng mà mới vô sau này,
tại sao giỏi như vậy? Và chúng tôi thấy quý vị giỏi thì chúng tôi phải cố gắng. Cho nên cái phương pháp sau này thì quý vị thấy rằng đi hơi nhanh tí, nhưng mà quý vị vẫn theo kịp. Đó là một cái điều mà chúng tôi thấy là tinh thần học hỏi của quý vị rất là cao. Thôi bây giờ, để khỏi mất thời gian của đạo tràng, chúng ta đi vào tư vấn ha. Mời Siết Như Quang, Hoan Hỷ ha, cái phần tự vấn. Để chúng ta đọc được thì chúng ta phải hiểu như thế nào mà Siết Kim nói sao cái bài này ma nhiều quá. Chỉ có ba con ma thôi mà nói là nhiều quá ha. Chữ ma là đầu tiên ha, ba ma cũng câu đầu tiên là hai con ma ha. Rồi ma đầu câu số 2 nữa, tức là ba ma. Vậy mà Siết Kim nói nhiều ma quá. Rồi Siết cô tu nữ Phúc Hạnh nè, khi nãy chỉ chớ tiếng Việt mà đọc là chờ ha. Chớ sống đời phóng dật, nhưng mà đọc là chờ sống đời phóng dật. Rồi câu sau mới nói là chớ mê sai dục lạc. Rồi bây giờ chúng ta phải hiểu chữ chớ, chữ chờ, chữ đừng là như thế, chữ không là như thế nào. Do từ ma này ha, do cái từ ma này. Câu đầu tiên ha, Siết Kim nhớ này, ma có nghĩa là đừng, chớ, không, chứ không phải là ma ráng nha. Ma nó cũng tương đương với chữ ná, nó là một bất biến từ, chớ nên, không nên, đừng. Rồi Pama Damanu Yun Che Tha, câu số 2, cái từ thứ hai là một nhóm từ. Thì bây giờ chúng ta phải cắt ra Pama Đăng, Pama Đăng Anu Yun Che Tha. Ở đây có hai từ đi chung với nhau là Pama Đăng Anu Yun Che Tha. Chữ Pama Đăng do cái từ Pama Đa. Pama Đa là một danh từ nam tính Á Koran Thapumlinga. Và Pama Đa này được chia theo đối các số ít Đức Thị Giá Quỳ Pháp Tí Ê Cao Quá Trần Á. Cho nên Pama Đa biến thành Pama Đăng. Pama Đăng là sự sao lãng, sự phóng dật, sự lười biếng. Pama Đăng sao lãng, phong vật, lười biếng, dễ vui. Rồi cái động từ Anuyunchetha. Anuyunchetha đây là một động từ số nhiều, nói lên cái vấn đề sống theo, chiều theo, sống theo, chiều theo, xu hướng theo. Như vậy thì câu cái từ thứ hai Pama Dhammanu Yunchetha, chớ chiều theo sự phóng dật ha, chớ sống theo lười biếng ha, chớ buông xuôi theo sự sao lãng ha. Ý nghĩa câu cái từ thứ hai, chớ là đừng, ma là chớ, đừng, không nên. Rồi bây giờ qua câu số 2 để bổ sung cho câu đầu tiên. Ma ca marati sang pha quần. Ma ca marati sang pha quần. Thì cái câu số 2 ma cũng có nghĩa là đừng, chớ, không nên ha. Rồi ca marati sang pha quần. Ở đây có hai từ,
Kamarati. Kamarati đây là một danh từ nữ tính, ikaranta ikhilinga, và do cái chữ kama và chữ rati, nếu mà thắt ra thì kama nó là một danh từ nam tính, akaranta pumlinga, và rati là một danh từ trung tính, ikaranta napumsakalinga. Kamarati có nghĩa là vui thích ái dục, hay là thú vui ái dục. Kamarati. Rồi chữ sân tháo quăng. Sân tháo quăng do cái từ sân thảo quá. Sân thảo quá là một danh từ trung tính, akranta-napum-sakalinga, có nghĩa là sự thân cận, sự dính mắc, sự đeo níu. Vậy thì nguyên một cái nhóm từ này, Kamarati sằng phá quần, sự thân cận với lạc thú ái dục, sự thân cận với lạc thú ái dục. Câu đầu tiên cũng có chữ ma, câu số 2 cũng có chữ ma. Vậy thì hai con ma này phối hợp với nhau để chúng ta hiểu câu thứ nhất và câu thứ nhì. Ma pa ma đằng anu yun che tha ma ka marati sang pha quăng. Cho nên buông chiều theo sự sao lãng, cho nên thân cận với lạc thú ái dục. Câu 1, câu 2 ha. Chớ nên buông chiều theo sự sao lãng, chớ nên buông xuôi theo sự thân cận với lạc thú ái dục. Đó là ý nghĩa câu 1, câu 2. Bây giờ qua câu số 3. Câu số 3. Appamatto hicchayanto. Appamatto hicchayanto. Chữ appamatto, chúng ta thấy tiếp đồng ngữ app ở phía trước có nghĩa là không. Appamatto do cái từ appamatta, đây là một cái dạng quá khứ phân từ, có nghĩa là đã trở nên sao lãng, đã phóng dật, đã lười biếng. Nhưng mà có chữ up ở phía trước, có nghĩa là không, không sao lãng, không phóng dật, không lười biếng. Rồi, từ thứ hai, chữ hi. Đây là một trạng từ. Thật vậy, đúng vậy. Thật vậy, đúng vậy. Và từ thứ ba, chayanto. Chayanto do cái căn ngữ chê cộng với anh ta, đây là một hiện tại phân từ, và nó đứng làm chủ từ số ít. Bhatthama ekavachana vipatti. Chayanto có nghĩa là trong khi tham thiền, trong khi tham thiền. Trong khi tham thiền. Và cái câu cuối cùng sẽ bổ sung cho câu số 3. Bắp bồ tí quý phú lăng, quý phú lăng su khăn. Bắp bồ tí quý phú lăng su khăn. Cái chữ bắp bồ tí, đây là một cái động từ mà chúng ta thấy có tiếp động ngữ bá ở phía trước.
Tiếp lần ngữ này nhấn mạnh cho cái căn ngữ áp. Popo tí có nghĩa là đạt được hay là gặt hái. Đạt được hay là gặt hái. Rồi cái từ cuối cùng, quý phụ lăng su khăn. Chữ quý phụ lăng do cái từ quý phụ lá, do cái từ quý phụ lá. Và quý phụ lá này được chia theo đối cách số ít đô tỷ gia quý phát tí e cao quá chả ná. Cho nên quý phụ lá biến thành quý phụ lăng. Quý phụ lăng là lớn, bao la, quảng đại. Bao la, quảng đại. Quý phụ lăng to lớn, bao la, quảng đại. Và su khăn do cái từ su khá. Su khá là một danh từ trung tính. A kran tanapung sakalinga. Sukha ở đây được chia theo đối cách số ít đô tỷ gia quỳ phát tỷ e cao quá trình á. Cho nên Sukha biến thành Sukhan. Sukhan là sự an lạc. Sự an lạc. Rồi như vậy thì câu số 3, câu số 4. Appamatto hicca yanto babbo ti vipulang sukhan. Câu số 3, câu số 4. Appamatto hicca yanto babbo ti vipulang sukhan. Chỉ có người không sao lãng trong khi tham thiền đạt được sự an lạc bao la. Chỉ có người không sao lãng trong khi tâm thiền đạt được sự an lạc bao la. Đó là ý nghĩa câu 3 và câu 4. Câu Phật ngôn 27 cho chúng ta ý nghĩa. Cho nên buông chiều theo sự sao lãng, cho nên buông chiều theo sự thân cận với lạc thú ái dục. Chỉ có người không sao lãng trong khi thâm thiền đạt được sự an lạc bao la. Ý nghĩa câu Phật ngôn 27. Cho nên buông chiều theo sự sao lãng, cho nên buông chiều theo sự thân cận với lạc thú ái dục. Chỉ có người không sao lãng trong khi thâm thiền đạt được sự an lạc bao la. Và Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này. Người không phóng dật dễ vui, người không mê đắm niềm vui lục trần. Tỉnh thức thiền quán tinh cần, sẽ hái sẽ gặp phước phần sung xuê. Người không phóng dật dễ vui, người không mê đắm niềm vui dục trần. Tỉnh thức thiền quán tinh cần, sẽ hái sẽ gặp phước phần sung xuê. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ Ngũ Ngôn. Chớ sống đời phong dật, chớ mê say dục lạc, không phong dật thiền định đạt được an lạc lớn. Chớ sống đời phong dật, chớ mê say dục lạc, không phong dật thiền định đạt được an lạc lớn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe duyên sự tại sao có câu Phật ngôn 27-26 này. Hai câu Phật ngôn nói lên một ý nghĩa này, nói lên một duyên sự tức là một cái Tết vui như ba ngày Tết. Cho nên mới có hai cái câu Phật ngôn này. Và cái Tết hồi đó như thế nào. Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên thì Ngài đề cập đến một cái Tết của những cái người thiểu trí, gọi là cái Tết thác loạn. Tức là cái Tết mà coi như nó xảy ra những cái điều bê bối, xảy ra những cái điều mà coi như vung tục,
những cái điều mà bất thiện pháp nó xảy ra trong cái Tết này. Cái này gọi là cái Tết thác loạn. Một thời kỳ nọ ở trong thành Sawatthi nổi lên một cái phong trào ăn Tết thác loạn. Thành Sawatthi, quý vị biết chữ Sawatthi như thế nào đây? Alo, Sawatthi là thành Sa Vệ. Quý vị viết thử cái chữ này có đúng không? Sawatthi. Chúng tôi đọc chậm ha. Sawatthi. Alo, đi ngủ chăng rồi? Đâu có chú ý. Xuất phát từ thành Sawatthi mà quý vị coi như không biết cái nơi xuất xứ thì coi như hai câu Phật ngôn này không có giá trị ha. Bởi vì khi mà quý vị dẫn chứng một cái gì phải có cái nguyên nhân, phải có xuất xứ. Xuất xứ tại chùa Kỳ Viên nè. Chùa Kỳ Viên ở đâu? Ở thành Sawatthi. Sawatthi xích Thanh Hoàng thiếu dấu ha. Và viết chữ T, chữ D là sai ha. Chữ Kỳ Nhung, Huynh Giang Nhật Hà. Ở phía trước thì là trường âm, mà phía sau là đoạn âm, không được ha. Chữ Khổng Sawatthi. Đây là ba trường âm nha. Hai trường âm thông thường, một trường âm nhấn. Quý vị nghe đọc lại. Sawatthi. Đó là thành Sa Vệ ha. Thì ở trong thành Sa Vệ này, Sawatthi này, nổi lên một phong trào ăn Tết thác loạn. Thác loạn. Trong dịp Tết này, những cái người ngu si thiểu trí, họ lấy tro và phân bò thoa khắp mình mẩy suốt 7 ngày. Quý vị thấy có ai khùng không? Lấy tro, lấy phân bò mà chay chát cả người như vậy không phải là một lúc, một thời gian ngắn, mà đây suốt 7 ngày, 7 đêm như vậy, ghê gớm chưa? Họ lấy cho phân bò thoa khắp mình suốt 7 ngày như vậy. Rồi họ đi ngông nghênh ở ngoài đường, toàn dù là họ gặp thân quyến hay bạn bè, đại gia hay xuất gia, họ cũng không biết ăn sao được. Bởi vì sao? Lấy phân bò, lấy cho họ thoa khắp người rồi thì đâu còn ai nhìn ra là bà con quyến thuộc đâu. Cho nên đâu có cái gì đâu mất cỡ, đâu có gì đâu phải hổ thẹn, làm quý cái gì nữa. Khi mà họ đã hóa trang như vậy thì nhìn vô là thấy coi như là phân bò nè, thấy cho phủ cả người rồi, nhìn ra đâu có biết là ai đâu ha. Cho nên là đâu có biết hổ thẹn, đâu có tàn, có quý gì. Rồi họ làm gì? Phải có mục đích. Mà mục đích của họ, tức là họ đến trước cửa nhà của người ta, họ bắn tục ra, nói toàn những cái chuyện bậy bạ, xấu xa, tục tiểu. Rồi chủ nhà nghe những cái lời bất nhã của họ, không chịu nổi, phải tùy theo sức của mình mà bố thí cho họ nửa đồng hoặc là một đồng, tức là phải cho tiền để phải tống khứ đi. Hoặc là có khi mà thấy cái nhà người ta giàu có thì người ta còn chửi dữ nữa, chửi cho đến nỗi mà coi như họ phải cho cả một đồng tiền vàng, thì khi đó họ mới chịu ra đi. Tức là tới nhà người ta và coi cái nhà đó giàu có hay nghèo khổ. Nghèo khổ thì chửi ít một chút, còn nhà giàu thì chửi dữ hơn nữa. Để làm gì? Để có những đồng tiền tương xứng. Nhà giàu thì phải thay vì một cắc một hào thì đây một đồng tiền vàng hoặc là hai đồng tiền vàng. Cho nên từ nhà này sang nhà kia
chỗ ra những cái tràng thu ngữ, ác ngữ. Rồi khi nhận lãnh tiền thì họ tiếp tục đi nữa, thấy có làm ăn được. Cho nên họ từ nhà này qua nhà kia mà nói toàn chuyện bậy bạ không. Bây giờ ở trong thành Sawatthi có đến 50 triệu vị thánh tinh văn. Những vị thánh tinh văn đệ tử cư sĩ của Đức Bổn Sư thấy như vậy, cho nên mới thỉnh Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn xin Ngài cùng với chư tăng ở trong tịnh xá đừng có vào thành khất thực trong cái thời gian 7 ngày này kể từ hôm nay. Bởi vì coi như đi ra mà gặp cái nhóm bê bối này thì mất uy tín, nó đâu có tha gì ai đâu, gặp ai cũng chửi mà, gặp ai cũng nói bậy nói bạ. Cho nên những cái vị thánh tinh văn đệ tử mới thỉnh Đức Phật là không nên bước chân ra khỏi chùa. Rồi họ sẽ sắp đặt sự cúng dường này, ví dụ cơm cháo để hộ độ chư tăng trong 7 ngày trong cái thời gian Tết thác loạn này. Không ai bước chân ra khỏi nhà của mình, tức là chính họ cũng đóng cửa, cũng giống như bị cái nạn dịch phong tỏa này ha, bị giãn cách này, đóng cửa ở nhà, bước chân ra ngoài là bị ăn đòn, còn không là coi như là lạng quan, mà coi như nặng cái là thủ tiêu luôn. Bà con dòng họ không được thăm viếng, thì trong thời gian này họ cũng bị giãn cách, bị phong tỏa, tự mình đóng cửa lại, không bước chân ra khỏi nhà, bởi vì ra ngoài là nghe chửi bới, sao chịu nói. Nhịn thì nhịn nhục, mà mình không nhịn thì bị nó đục, thôi ở nhà chắc ăn ha. Sau khi hết Tết đến ngày thứ 8, các vị thánh thinh văn đệ tử của Phật đã thỉnh tăng chúng, có Đức Phật dẫn đầu đi vào trong thành Sawatthi để làm lễ đại thí. Rồi ngồi qua một bên và bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong 7 ngày qua chúng con khổ quá, là tâm của chúng con coi như là hết sức là buồn rầu sầu khổ, ngày nào cũng phải nghe những cái lời thô tục của những kẻ ngu si, muốn bịt luôn cả hai lỗ tai, nhưng mà bọn họ không một ai biết xấu hổ. Vì vậy chúng con không dám thỉnh Ngài và tăng chúng vào trong thành Sawatthi, và chúng con cũng không dám bước chân ra khỏi cái cửa nhà nữa. Nghe những lời phân trần của chư thiện nam tín nữ thánh thinh văn, Đức Phật kết luận: những kẻ ngu si, vô trí, thiểu trí thì họ hành động cẩu thả là như thế, còn những bậc có trí thì lo gìn giữ cái hạnh chuyên cần, như giữ một kho tàng quý báu, và chắc chắn rằng sẽ chứng đắc được pháp bất tử, đại niết bàn. Và Đức Phật đã thuyết lên một lần hai câu kệ. Hôm nay thì chúng ta ôn lại câu kệ cuối cùng, tức là câu kệ thứ 17. Tức là kẻ ngu si, kẻ ngu vô trí đắm mình trong vòng phóng dật mặc tình đảo điên, như gìn kho báu ưu tiên, người trí giữ hạnh cần chuyên làm đầu. Nhưng mà câu Phật ngôn 27 này ý nghĩa là khác: chớ nên phóng dật tham cầu, chớ tìm dục lạc ngõ hầu vui chơi, người tu thiền định chẳng lơi, chứng phương quảng phúc, vui chơi niết bàn. Tức là ma ba ma đa ma nu yun che tha ma ka ma ra ti sang pha quang appamatto hi cha yan to bap bo ti vi pu lang su khang. Chớ trong đời phóng dật, chớ mê sai dục lạc, không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn. Với câu Phật ngôn 27 này,
chúng ta thấy rằng những cái người mà có phước, đó là những cái kho tàng vô giá, và hướng được ngũ trần dục lạc. Và trong cái đời sống thì rất đầy đủ. Khi mà đời sống đầy đủ như vậy thì cái bậc thiền trí thấy được cái sự phước lợi của hành chuyên cần. Vì họ nghĩ rằng cái người mà chuyên cần tu tập thì họ sẽ đạt đến sự an vui của sơ thiền đến bát thiền, từ sơ quả đến tứ quả. Và đó là thánh sản tuyệt vời. Đó là một cái thánh sản tuyệt vời. Cho nên khi mà bài kệ này chấm dứt thì nhiều vị tỳ kheo đắc chứng thánh quả, nhất là sơ quả. Tùy dư đại chúng thính pháp cũng đều hưởng được nhiều sự an lạc. Ở đây chúng ta thấy rằng người ngu ăn Tết cũng ngu kỳ, thác luận điên khùng, nghĩa lý chi. Mình chép phân tro, tay nhám nhúa, miệng văn tục tiểu, mặt chai lì. Được tiền xá nghĩ do người trọng, mất đức nào lo bị chúng thi. Bảy bữa tung hoành trong xá vệ, ngàn năm tiếng xấu vẫn còn ghi. Rồi, như vậy dân sự chúng ta cũng đã nghe rồi, và thấy cái Tết ở thời xưa nó cũng vui ha. Bây giờ thấy chẳng có ai bắt chước cái Tết này hết. Làm cho cái này bị mai một. Mà khi nghe lại ở đây Sĩ Kim dám tổ chức lại cái Tết này không? Hả? Alo, Sĩ Kim có đó không? Có dám tổ chức lại cái Tết này không? Kiếm con bò đi chuẩn bị ha. Rồi kiếm tro ha, chuẩn bị để coi như quá trang. Mà nếu mà Sĩ Kim mà làm bất chước như vậy chắc nổi tiếng lắm nghe ha. Alo, không dám đâu hả? Ai với Sĩ Kim dám làm lắm á. Bởi vì ở trong room này Sĩ Kim là một người ăn to nói lớn ha. Ăn to nói lớn thì mình phải hiên ngang đi, làm cho nó nổi bật đi, để cho người ta chú ý. Hồi xưa chỉ có 7 ngày thôi mà thấy nó lưu lại tới bây giờ. Còn bây giờ mà Sĩ Kim mà coi như lấy cho ha, lấy con bò ha, mà coi như bôi khắp người hóa trang như vậy, như vậy là nổi tiếng ở Mỹ liền ha. Dám làm không? Muốn lưu danh muôn thuở thì bây giờ chúng ta phải có một chút gì để nhớ để thương chứ. Chứ kia mà làm vậy là nổi tiếng lắm, chết liền hả? Làm vậy là chết liền hả? Ngu sầu lạc, ôi vậy cũng biết suy nghĩ, tức là cũng có một sự nhận định nè. Chớ sống đời phong vật, chớ mê say dục lạc, không phong vật thiền định được an lạc lớn, đạt được an lạc lớn, xa thủ. Như vậy là cái câu Phật ngôn này Sĩ Kim không dám làm là chứng tỏ rằng không phong vật thiền định là những cái bậy bạ để làm gì hả? Làm không giống ai rồi bị chửi sao? Cho nên mình phải suy nghĩ không có nên dễ vui, không sao lãng, không phóng vật, mà thiền định là quay lại với chính mình. Mình nhìn lại chính mình để rồi mình biết cái chỗ nào mình phóng vật, chỗ nào mình dễ vui. Do cái vấn đề tâm và tứ, nhìn lại chính mình để thấy rằng mình có nỗi bồ đề gai hay không, mình có tham hay không, mình có sân hay không, thu quắc còn cũng biết rằng cái vấn đề bất tịnh thì phải tìm những cái an tịnh trong nội tâm. Xa thủ. Câu Phật ngôn này quý vị thấy rằng quá hả, nhất là lấy phân bò mà làm mà chát cả người, quý vị không dám làm là quý vị thấy đã thành công rồi. Bất chấp theo người ta
chắc chắn là bị ăn đòn bởi vì không giống ai ha. Thôi, buổi sinh hoạt đến đây xin được kết thúc ha, với những lời Phật dạy để chúng ta áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha wa che na so ti wo ho tu sa pa da. Do lời chân thật này kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Tha Gia. Hôm nay Sĩ Nhật Quỳnh bận công việc, chúng tôi cũng xin phép quý vị xin được đông rung ha. Chúc quý vị một ngày an vui, một đêm an lạc. Nam mô Bụt Tha Gia.